Sáng nay, đồn biên phòng Phú Lộc, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết đơn vị đang tạm giữ hai nghi phạm mua bán trái phép ma túy. Trước đó, vào lúc 18 giờ ngày 22 tháng 3, tại đối diện nhà số 415 đường Nguyễn Tất Thành, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm thuộc đồn biên phòng Phú Lộc bắt quả tang Trần Viết Quốc Cường, 27 tuổi, ngụ 11A, đường Mỹ Đa Đông 8, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn và Đinh Văn Phát, 26 tuổi, ngụ quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm một gói ni lông màu trắng, bên trong chứa tinh thể rắn màu trắng. Tiếp tục khám xét nơi ở, lực lượng biên phòng thu giữ thêm 20 gói ni lông màu trắng ma túy đá, một bộ dụng cụ, ống thủy tinh sử dụng ma túy và nhiều tang vật liên quan. Tổng trọng lượng ma túy thu được khoảng 6 gram. Hiện vụ việc đang được Bộ đội Biên phòng thành phố điều tra làm rõ.